Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức thế giới mới nhất. Thưa quý vị, sau cuộc lục soát của FBI tại dinh thự riêng Malago của cựu tổng thống Donald Trump, đã xuất hiện những nghi vấn cho rằng chính một nhân vật thân cận với ông Trump đã cung cấp thông tin cho giới chức phục vụ cuộc điều tra nhằm vào cựu tổng thống Mỹ. Nhiều người suy đoán rằng nội gián nằm trong nhóm nội bộ của ông Trump, thậm chí chính cháu gái của cựu tổng thống Mỹ còn phỏng đoán con rể của ông Trump có thể là người đã bắn tin cho fbi về việc có tài liệu mật được cất giữ ở khu nghỉ dưỡng malago vậy thực hư về người chỉ điểm này là như thế nào hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây Cụ thể, trên báo Điện tử Dân trí đã đăng tải bài viết với tiêu đề nghi vấn có nội gián trong nhóm nội bộ của ông Trump vào ngày 17 tháng 8. Trong đó, nội dung báo này dẫn theo đài Warden đưa tin, các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã thu giữ nhiều thùng tài liệu, bao gồm cả tài liệu được đánh dấu là tối mật, khi thực hiện lệnh khám xét có liên quan đến cuộc điều tra về đạo luật gián điệp cấm lưu giữ trái phép thông tin an ninh quốc gia. Tuy nhiên, trong tuyên bố mới đây, Bộ Tư pháp yêu cầu thẩm phán phê duyệt lệnh khám xét khu nghỉ dưỡng Malago của ông Trump không công khai bản tuyên thệ, vốn được FBI nộp lên tòa án để xin lệnh khám xét nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc điều tra liên quan tới an ninh quốc gia. Các quan chức Bộ Tư pháp cũng nói rằng bản khai tuyên thệ chứa thông tin rất nhạy cảm về các nhân chứng, các kỹ thuật điều tra cụ thể, thông tin theo yêu cầu pháp luật là cần được giữ kín nhằm giúp cho quá trình điều tra. Tuyên bố của bộ này nêu rõ rằng việc tiết lộ bản tuyên thể ở giai đoạn này có thể làm giảm tính hợp pháp của các nhân chứng trong tương lai. Những người mà chúng ta có thể cần sự giúp đỡ khi cuộc điều tra này tiến triển, cũng như các cuộc điều tra cấp cao khác. Cũng theo Bộ Tư pháp Mỹ, bản tuyên thể sẽ đóng vai trò như một lộ trình cho cuộc điều tra đang diễn ra của chính phủ, cung cấp các chi tiết cụ thể về hướng đi và hướng đi tiếp theo. Và trong bản tuyên thể có nêu rõ những lý do dinh thự ông Trump bị khám xét. Bộ Tư pháp đưa ra tuyên bố trên chỉ vài ngày sau khi lệnh khám xét Marago cho thấy vụ việc liên quan đến các nghi vấn vi phạm đối với ba đạo luật hình sự và áp lực từ Đảng Cộng hòa và giới truyền thông yêu cầu công khai bản tuyên thệ. Một loạt hãng truyền thông lớn ở Mỹ hồi tuần trước đã yêu cầu thẩm phán hủy niêm phong tất cả tài liệu bao gồm mọi lời khai dẫn đến cuộc khám xét của FBI. Các chính trị gia Đảng Cộng hòa cũng liên tục yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ công khai bản tuyên thệ này. Hôm 12 tháng 8, Bộ Tư pháp đã đồng ý câu khai lệnh khám xét và danh sách tài sản bị tịch thu từ dinh thự của ông Trump. Trong đó, có 11 bộ tài liệu mật khác nhau, gồm một bộ được dán nhãn là tài liệu mật TS, CSI, tức đây là thông tin tối mật, nhạy cảm. Thông tin được phân loại ở mức độ này có nghĩa là chỉ được xem trong một cơ sở an toàn của chính phủ. Tuy nhiên, bản tuyên thệ đi kèm đơn xin chat của FBI vẫn được niêm phong mặc dù ông Trump tuyên bố không phản đối việc công bố bản tuyên thệ, thậm chí còn muốn công bố các tài liệu ngay và luôn, các luật sư của ông được cho là đang đau đầu suy nghĩ làm thế nào để hạn chế thiệt hại cho thân chủ. Cựu tổng thống Trump cũng yêu cầu FBI trả lại các tài liệu bị thu giữ ở Malaga được bảo vệ bởi các đặc quyền mà ông cho là mình được hưởng. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social do ông thành lập: "Tôi đề nghị họ lập tức trả những tài liệu đó về nơi chúng bị lấy đi." Những động thái khó đoán định của Bộ Tư pháp trong cuộc điều tra về việc ông Trump lưu giữ trái phép các tài liệu chính phủ đã khiến đội ngũ pháp lý của cựu Tổng thống và các trợ lý đau đầu tìm cách ứng phó. Theo Wharton, ít nhất một luật sư trong nhóm pháp lý của ông Trump đã gọi cho một phóng viên đưa tin về câu chuyện để tìm kiếm thông tin về động thái mà Bộ Tư pháp có thể tiến hành tiếp theo. Diễn biến này làm tăng thêm bầu không khí vốn đã rất kịch tính bên trong nhóm cố vấn của ông Trump, vốn đã bùng nổ ngay sau khi các đặc vụ FBI rời Malago điều này cũng làm dấy lên nghi ngờ rằng về nghi án nội gián trong nội bộ của ông trump theo các nguồn tin một nhân vật thân cận với cựu tổng thống trump đã cung cấp thông tin cho fbi đồ đoán này xuất hiện giữa lúc các hành động thực tế cho thấy fbi có thể đã xác định nguyên nhân phạm tội trước khi tiến hành đột kích malago thông qua một người cung cấp thông tin bí mật các nguồn tin cho biết, mọi nghi ngờ dồn vào các nhân viên ở Malago và các nhân viên khác tại khu nghỉ dưỡng chỉ dành cho giới giàu có ở Palm Beach, Florida. Dường như một phần là do FBI biết chính xác phòng nào và ở đâu trong các phòng họ cần phải tìm kiếm. Một người phát ngôn của ông Trump đã không phản hồi yêu cầu bình luận về việc này. Bộ tư pháp cũng từ chối bình luận về cuộc điều tra. Tuy nhiên, sự ngờ vực này ngày càng gia tăng và những đồn đoán về một nội gián cung cấp thông tin dẫn đến vụ đột kích và khám xét tư dinh của ông Trump vẫn tiếp tục lan rộng. Mới đây nhất, Mary Trump, cháu gái của ông Trump, đưa ra nhận định trên chương trình On The Dean Obey De Show về người có khả năng cung cấp thông tin mật. Bà Mary nói, Chúng ta nên bắt đầu nghĩ về người có thể cung cấp thông tin mật. Tôi nghĩ đó không phải là cựu tránh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows. Tôi nghĩ đến một người ở vị trí tương tự như Jared Kushner. Tôi không nói rằng người đó là Jared, nhưng rất có thể. Khi ông Trump còn là Tổng thống, con rể Jared Kushner cũng làm việc tại Nhà Trắng với vai trò là cố vấn. Bà Mary tiết lộ rằng Jared đã nhận được khoản tiền 2 tỷ đô của nước ngoài và luôn tỏ ra thầm lặng. Bà Mary cho rằng mọi người cần tìm hiểu rõ nguyên nhân bắt nguồn từ vấn đề này. Theo bà Mary tiết lộ, Quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê Út đã đầu tư số tiền này vào công ty của Jared khoảng 6 tháng sau khi ông Trump rời Nhà Trắng. Trước đó, Michael Cohen, cựu luật sư của ông Trump cũng đưa ra nhận định tương tự rằng đó chắc chắn là một người rất thân cận với ông Trump, không ngạc nhiên nếu đó là Jared hoặc một trong số các con của ông Trump. Mặc dù có rất nhiều lời đồn đoán về danh tính của người chỉ điểm ông Donald Trump cho FBI, tuy nhiên, người thì đoán rằng nội gián nằm trong nhóm nội bộ của cựu Tổng thống Mỹ, người thì nghi ngờ con rể của ông Trump. Tuy nhiên, tất cả chỉ nằm trong diện nghi vấn. Tính cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất cứ thông tin chính thức gì về nhân vật bí ẩn này. Mặc dù chiến dịch lục soát của FBI tại khu biệt thự Malago của ông Donald Trump diễn ra khi chỉ còn gần 90 ngày nữa là sẽ đến cuộc bầu cử giữa kỳ, tuy nhiên thì điều này có vẻ không gây ảnh hưởng mấy đến cựu tổng thống Mỹ. Được biết các khoản đóng góp cho ủy ban hành động chính trị của cựu tổng thống Donald Trump đã tăng ồ ạt đến 1 triệu đô la Mỹ trong chưa đầy 2 ngày sau vụ khám xét. Theo bài viết trên báo Người Lao Động với tiêu đề "Tiền Oat và ủy ban của ông Donald Trump", sau khi FBI khám xét nhà cho biết, số tiền quyên góp mỗi ngày tăng từ 200.000 đô đến 300.000 đô trong những tháng gần đây. Hai nguồn tin giấu tên cho biết các khoản quyên góp vẫn ở mức cao bất thường trong nhiều ngày qua và vẫn trên mức tăng trung bình nó trên, dù đã chững lại trong những ngày gần đây. Những nguồn tin này cho hay có nhiều người đóng góp hơn mức bình thường và số tiền quyên góp đã tăng vọt. Báo Người Lao Động dẫn nguồn The Washington Post cho biết, lượng tiền quy góp lớn xuất hiện vào thời điểm quan trọng đối với ông Trump khi ông cân nhắc thông báo sớm về chiến dịch tái tranh cử tổng thống vào năm 2024 và chứng kiến khoản đóng góp giảm dần trong chiến dịch gây quỹ trực tuyến vào đầu năm nay. PAC của cựu tổng thống Trump đã thu được 36 triệu đô trong nửa đầu năm, lần đầu giảm dưới mức 50 triệu đô trong 6 tháng qua kể từ khi ông rời nhiệm sở, theo dữ liệu của Ủy ban bầu cử liên bang. Khoản quyên góp trên cũng cho thấy dấu hiệu cụ thể rằng ông Trump đang đạt được một số lợi ích chính trị sau việc ông bị Bộ Tư pháp điều tra vì có khả năng vi phạm luật, bao gồm cả đạo luật gián điệp. Ông Trump và những người ủng hộ ông đều nhiều lần cho rằng lệnh khám xét sẽ phản đòn lên chính quyền Tổng thống Joe Biden và tập hợp các thành viên Đảng Cộng hòa ủng hộ ông Trump. Vụ lục soát đã khiến một số chính trị gia lên tiếng ủng hộ ông Trump, như lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell và cựu phó Tổng thống Mike Pence, phát ngôn viên của ông Trump không bình luận về vấn đề nói trên. Bà Jessica Baldwin Philippi, giáo sư tại trường Đại học Forham, chuyên nghiên cứu về cách các chiến dịch chính trị sử dụng truyền thông kỹ thuật số, cho biết rằng ông Trump là một ứng viên và người gây quỹ có lượng cử tri ủng hộ nhiệt tình và bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào ông Trump cũng có thể thu hút sự ủng hộ của nhóm người này. Một người ủng hộ ông Trump có vũ trang ở bang Ohio đã bị giết vào tuần trước sau khi cố tấn công văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI ở thành phố Cincinnati. Kể từ khi rời nhiệm sở, ông Trump đã huy động được hơn 100 triệu đô cho PAC của mình nhưng đã giữ lại phần lớn số tiền, chỉ chi tiêu một phần cho một số cuộc vận động và trả tiền cho nhân viên, phí pháp lý và việc di chuyển. Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa trong những tháng gần đây cũng tiếp tục ủng hộ một số dự luật pháp lý của ông Trump không rõ liệu cơn bão gây quỹ phản đối hành động của fbi có mở rộng sang các nhóm gây quỹ khác của đảng cộng hòa hay không những nhóm có hoạt động gây quỹ trực tuyến giảm sút hơn so với tổ chức của ông trump trong nửa đầu năm nay điều này cho thấy rằng cuộc điều tra của fbi không gây ảnh hưởng mấy đến những người ủng hộ ông trump Thưa quý vị, đã có rất nhiều nghi vấn suy đoán về người chỉ điểm ông Donald Trump cho FBI là ai, nhưng cho tới nay thì danh tính của người này vẫn là một bí ẩn. Tuy nhiên, theo những gì mà FBI tiết lộ rằng người giấu mặt đã chỉ cục điều tra liên bang tới khám xét kết sát trong nhà ông Trump, nơi cất giấu những tài liệu mật, thì có thể chắc chắn rằng người chỉ điểm là một thân tín bên cạnh cựu Tổng thống Mỹ. Việc có nội gián mà lại là những người thân cận như thế chẳng khác nào bị bán đứng. Liệu rằng đây có phải là sự thật? những thông tin mới nhất liên quan tới người chỉ điểm ông donald trump sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại